Không phải Tây Ban Nha, Nguyễn Quang Hải nhiều khả năng sẽ đến Đức thi đấu khi Eintracht Frankfurt đã liên hệ để chiêu mộ thủ quân U23 Việt Nam sau giải giao hữu Kings Cup 2019 trên đất Thái Lan. Hồi đầu năm, thông tin Quang Hải đến Alef thử việc vào tháng 3 rộ lên. Tuy nhiên, việc này không diễn ra bởi trong thời gian các câu lạc bộ nghỉ thi đấu quốc tế, Quang Hải lại bận thi đấu vòng loại U23 châu Á 2020 cùng tập thể U23 Việt Nam nên không thể đến Tây Ban Nha như dự kiến. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, một thành viên ban lãnh đạo Hà Nội FC chia sẻ rằng câu lạc bộ Eintracht Frankfurt của Đức đang đặt vấn đề nghiêm túc về việc chiêu mộ Quang Hải. Đội bóng nước Đức đã lên sẵn lộ trình cho việc Quang Hải đến Bundesliga thi đấu, bắt đầu bằng việc gửi lời đề nghị chính thức đến Hà Nội FC. Eintracht Frankfurt cho biết sẽ mượn Quang Hải sau khi kết thúc giải giao hữu Kings Cup 2019 ở Thái Lan vào tháng 6, thời điểm trùng với kỳ chuyển nhượng mùa hè tại châu Âu với bản hợp đồng có thời hạn một năm. Nếu thuốc quân của U23 Việt Nam thức ứng tốt, Tranh Phú sẽ lên kế hoạch chiêu mộ hẳn Quang Hải nếu nhận được sự đồng ý từ phía câu lạc bộ Hà Nội FC. Quang Hải có cơ hội trả Champions League Hiện tại Tranh Phú đang đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng Bundesliga. Năm 2018-2019, nếu giữ được vị trí này đến cuối mùa, đội bóng nước trước sẽ có cơ hội tham dự Champions League. Mùa sau, từ vòng playoff, đồng nghĩa với việc Quang Hải có thể trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên xuất ngoại được chơi tại đấu trường cao nhất châu Âu. Việc Trang muốn chiêu mộ Quang Hải được đánh giá cũng là một trong những cách để quảng bá Bundesliga đến Việt Nam. Trong những năm gần đây, trang fanpage của Bundesliga thường xuyên đăng tải những lời chúc đến người hâm mộ bóng đá Việt Nam ở những dịp lễ lớn như Trung Thu, Ngày Quốc Khánh 2 tháng 9, Tết Cổ Truyền. Trước Quang Hải, Đoàn Văn Hậu cũng được một đội bóng nước tứ khác đặt vấn đề là Bonchang Lightpack. Một số thông tin cho biết, Bonchang có thể chiêu mộ đoàn phán hậu sớm hơn so với kế hoạch vào ngay mùa hè để giành vị trí trong top 4 Bundesliga và cuối mùa. chứ quý độc giả có ngày cá tháng tư vui vẻ. Quang Hải là điểm mạnh và cũng là điểm yếu nhất của U23 Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, không còn những cầu thủ cây kim như Công Phượng, Văn Đức, U23 Việt Nam có nhiều thời điểm phải chơi bóng bổng trước đồ này trước khi Quang Hải xuất hiện và làm thay đổi tất cả. 45 phút đầu tiên trước U23 Brunei, khi Quang Hải ngồi ngoài, U23 Việt Nam ghi 3 bàn vào lưới của đối thủ, hai pha lập công trong số đó là những tình huống lật cánh đánh đầu. 45 phút còn lại, sau thời điểm Quang Hải vào sân, U23 Việt Nam ghi tiếp 3 bàn, cả 3 bàn lập công đều tới từ những tình huống bóng ngắn, sệt. Quang Hải cướp dấu dày trong cả ba bàn tăng ấy, đó là hai khuôn mặt của U23 Việt Nam khi có và không có quả bóng vàng Việt Nam 2018 trong đội hình. Tiền vệ sinh năm 1997 vừa là vũ khí mạnh nhất, cũng đồng thời là điểm yếu lớn nhất trong đội hình của huấn luyện viên Park Hang Seo. Hai bộ mặt của U23 Việt Nam Trước U23 Brunei bị đánh giá là yếu nhất bản, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang Seo đã thể hiện hai bộ mặt hoàn toàn khác trong hai hiệp đấu. Trước Brunei ở hiệp 1, với đội hình phần lớn là các tầng binh, U23 Việt Nam đã triển khai một lối chơi rất khác với tường Nhật các học trò của liên viên Park Hang Seo tạt bóng liên tục từ nhiều vị trí và cự ly khác nhau. Đoàn Văn Hậu, Đỗ Thanh Thịnh, Việt Triều Hưng, Trương Văn Thái Quý đều ít nhiều tham gia vào các tình huống tạt bóng hướng tới hai cái đầu là Hà Đức Dinh và Nguyễn Hoàng Đức ở phía trong. Lối chơi ấy đã phát huy hiệu quả trước một U23 đu này quá yếu về năng lực cá nhân cũng như là tổ chức tập thể. Đức Dinh đánh đầu mở tỷ số sau đường truyền của Thanh Thịnh, còn Thành Chuông và Thanh Bình đã bồi thành bàn sau những pha nhồi biên liên tục. Sang hiệp 2, khi Quang Hải vào sân, tình thế lập tức thay đổi. Hải còn đi bóng đột phá trước khi kiến tạo cho Việt Hưng ở bàn thứ tư. Anh trực tiếp mang về quả phạt đền trong bàn thứ năm trước khi ghi bàn cho riêng mình cũng từ chấm 11m ở bàn thứ sáu. 45 phút có mặt trên sân, Quang Hải ghi một bàn, kiến tạo một bàn, mang về quả phạt đền dẫn tới bàn còn lại. Trong đó bàn thắng ở phút 60 cho thấy đẳng cấp cực cao của Hải Con. Anh nhận bóng trong thế quay lưng ở sát vạch 16m50, khống chế bóng như có cao su dính vào bàn chân, quay cười, đi bóng khi trước sau đang có bốn cầu thủ đối phương. Giữa vùng không gian cực kỳ chật hẹp, Quang Hải vẫn vượt qua hai người trước khi chuyền bóng như đặt vào chân thuận cho Việt Hưng ghi bàn thứ tư. Ca ngợi Quang Hải là điều đương nhiên với cầu thủ hay nhất AFF Cup 2018, người đã được sáng ở AFF Cup và ASEAN Cup, hàng thủ của U23 Brunei rõ ràng không phải là đối thủ. Nhưng sự khác nhau giữa U23 Việt Nam khi có và không có Quang Hải mới thực sự là vấn đề. Vì sao U23 Việt Nam phải chơi bóng bổng? Nhưng vì sao U23 Việt Nam phải liên tục chơi bóng bổng trước đội này? Vì sao trước đối thủ yếu gần nhất châu Á, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo không thể thi triển lối chơi nhỏ, ngắn, quen thuộc? bởi vì ông Park không còn trong tay những cầu thủ có thể làm điều đó. Cầu thủ xuyên phá tốt nhất đội hình xuất phát U23 Việt Nam hôm qua là Đoàn Văn Hậu đã được chuyển xuống đá trung vệ. Hai cánh của U23 Việt Nam đêm qua do Hồ Tấn Tài bên phải và Đỗ Thanh Thịnh bên trái phụ trách. So với những Vũ Văn Thanh, Phạm Xuân Mạnh hay là Nguyễn Trọng Hoàng, họ quá nọt nớt và đương nhiên có khoảng cách rất lớn về trình độ. Ở tuyến trên tình hình cũng không khác và Trương Văn Thái Quý đều còn kém ở các phương án ở Thường Châu khá xa. Hoàng Đức có lẽ là cầu thủ mệt mại nhất trên hạt công, nhưng đội anh phải chơi bóng như Nguyễn Công Phượng hay Phan Văn Đức trước kia là điều không tưởng. Những cầu thủ cây kim đó là điều U23 Việt Nam đang thiếu. Việc Văn Đức Công Phượng không còn góp mặt khiến cho U23 Việt Nam không còn những hộ công đẳng cấp, đội bóng không còn những người có thể len lỏi vào khoảng trống giữa hàng thủ và tuyến tiền về. Tận dụng đó, luôn chuyển bóng cho tuyến trên. Quang Hải là cầu thủ U23 Việt Nam duy nhất còn lại đủ khả năng chơi như vậy do không có khả năng xuyên phá trung lộ, U23 Việt Nam buộc phải dồn bóng về hai cánh, nhưng đó cũng là những đường truyền bóng chứ không phải là các pha căng ngang sệt như đội tuyển Việt Nam từng thi đấu ở Asan Cup. Cách biệt quá lớn về lực lượng giữa U23 Việt Nam hiện tại và các lứa đàn anh khiến cho ông bác không thể áp dụng lối chơi cũ từng mang tới thành công vang dội. Chia sẻ với báo giới sau trận, ông thầy người Hàn Quốc thừa nhận rằng khi ta xuống cánh, các cầu thủ chạy pin, tường tạt bổng hoặc là sệt vào trong. Còn hôm nay, ta thường chỉ tạt bổng, Tôi không muốn tạt bổng nhiều và tôi nghĩ các cầu thủ cũng không thích như thế. Lối chơi hiệu quả nhất của ta vẫn là ngắn, tận dụng tính cơ động và sự sát nhọn. Đương nhiên thích là bộ chuyện, làm ngược là chuyện khác. Chúng ta đã thấy hai hình ảnh của U23 Việt Nam trái ngược như thế nào với chỉ một cầu thủ cây kim Quang Hải. Nhưng một mình Quang Hải có là đủ không? Tiền vệ sáng tạo của câu lạc bộ Hà Nội đã khiến cho cả hàng thủ U23 trụ này náo loạn. Nhưng trước mặt Anh, những đối thủ kế tiếp là Thái Lan và Indonesia. Nếu huấn luyện viên của U23 Brunei này chỉ cần 45 phút để ấn tượng nhất với cầu thủ mang áo số 19, Thái Lan và Indonesia chắc chắn sẽ lưu ý Quang Hải. Quang Hải xuất chúng nhưng một mình anh sẽ khó lòng đối đầu với dàn tinh binh của U23 Thái Lan. Đội thậm chí còn gây ấn tượng mạnh hơn Việt Nam khi hủy diệt U23 Indonesia 4-0. Tìm ra phương án hỗ trợ Quang Hải, đó chính là nhiệm vụ quan trọng nhất của huấn luyện viên Bắc Hà seo trước khi cuộc đối đầu quyết định với Indonesia và Thái Lan. Những điểm sáng của U23 Việt Nam trước tù này, thắng lợi 6-0 trong ngày mở màn giúp cho U23 Việt Nam tạm đứng đầu bảng. Hiệu số bàn thắng bại có thể ảnh hưởng lớn tới cục diện bảng xếp hạng nhất là khi đội hạt gì cũng sở hữu cơ hội đi tiếp. U23 Việt Nam khởi động trước trận, người ta vẫn thấy bộ ba trung vệ tấn sinh thành chuông văn hậu, từ phải qua trái, tập đi tập lại, bài đứng vị trí. Với quá nhiều sự thay đổi, bộ ba trung vệ không bị thủng lưới, không mắc sai lầm là một tin vui cho ông Park, dù thử thách thực sự vẫn đang chờ U23 Việt Nam ở phía trước. Hà Đức Chinh ghi một bàn, Foley chạm cột một lần, giúp người hâm mộ tạm quên đi mối lo ở vị trí tiền đạo cấm, không còn tiếng linh vì chấn thương, Thanh Bình chưa có nhiều kinh nghiệm, Đây chính là cơ hội cho Đức Chinh khẳng định mình, là cơ hội để huấn luyện viên Park Hang-seo chứng minh niềm tin của ông không đặt sai vị trí. Nguyễn Quang Hải, niềm tin số 1 của U23 Việt Nam Quý vị và các bạn thân mến, Nguyễn Quang Hải mang theo niềm tin và sự kỳ vọng rất lớn của người hâm mộ tại vòng loại U23 châu Á 2020. Còn khoảng một tuần nữa thôi, U23 Việt Nam sẽ bắt đầu chiến dịch tại vòng loại U23 châu Á. Ở giải đấu này, Park Hang Seo đã tín nhiệm Nguyễn Quang Hải làm thủ quân đội bóng và trách nhiệm trên vai của cầu thủ Hà Nội lớn hơn rất nhiều trước đây. Chưa đầy 22 tuổi nhưng Quang Hải đã trở thành một nhân tố quan trọng trong đội hình của thầy Park từ U23 châu Á tại Thường Châu đến AFF Cup 2018 hay là ASEAN 2018 và ASEAN Cup vừa rồi, Hải con đều để lại một dấu ấn rõ nét ở mọi giải đấu. Ngoài ra anh còn được vinh dự trở thành cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup và là chủ nhân của danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam. Chưa bước vào độ tuổi chín mùi của sự nghiệp, nhưng tiền vệ Hà Nội đã giành được mọi thành tựu cao quý vào những độ tuổi đôi mười trong đời cầu thủ. Đó là chưa kể đến các thành tựu mà Hải đạt được cùng với Hà Nội FC trong khoảng thời gian vừa qua chỉ mới là cầu thủ trẻ thôi nhưng Quang Hải đã có riêng cho mình một bản thành tích đồ sộ như thế trong sự nghiệp quần đùi áo số của mình. Một bản lý lịch đủ tốt để giúp cho tiền vệ sinh năm 1997 trở thành niềm cảm hứng cho mọi lứa trẻ Việt Nam có ước mơ làm cầu thủ chuyên nghiệp và cực kỳ đạt chuẩn cho Messi Việt Nam được ông thầy người Hàn Quốc cho tấm ban đội trưởng cho chiến dịch vòng loại U23 sắp tới khi lứa xuân trường công phượng văn đức đã quá tuổi để tham dự giải đấu lần này thì rõ ràng là không ai thích hợp dẫn dắt đoàn quân áo đỏ hơn là quang hải tại u 23 việt nam lúc này quá nửa bộ khung tạo nên chiến tích á quân tại thường châu không được góp mặt thầy park đã phải gặp vài trục trặc trong cách vận hành chiến thuật mà ông đang áp dụng trong thời gian vừa qua nhờ đó cầu thủ sở hữu chân trái khéo léo này